Xin chào các bạn, trên tay của mình là chiếc Red Magic 9 Pro Plus đây. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ ra những cái tính năng hay ho của chiếc máy này nhá. Mình nghĩ là chỉ có dòng Red Magic mới có mà thôi. Cụ thể là những tính năng gì thì ok, bắt đầu nhá. Trước khi bắt đầu thì đó, mình có một cái Shopee tên là Mobile City Meta Store. Anh em có nhu cầu mua phụ kiện điện thoại như kiểu là sạc cáp, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sạc nóng lạnh thì ủng hộ mình nhá. Ba mức giá rẻ nhất Việt Nam luôn, 1-1 3 tháng. Ngoài ra trên đó thì mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa, full bàn vàng 12 tháng tại Mobile City. Những bạn ở xa không thể shop được thì có thể mua tại Shopee cho nhanh được chưa? Link sẽ để dưới phần mô tả của video. Rồi, quay trở lại với chiếc Red Magic 9 Pro Plus. Thì tính năng đầu tiên ấy, mình sẽ muốn nói về cái sạc nhánh 2.0 các bạn nhá. Các bạn có thể kích hoạt bằng cách là kéo thanh trạng thái xuống này. Chạc ship nhưng mà có cái dấu tam giác ở dưới các bạn chọn vào nha. Đó, nó sẽ có một thanh kiểu như này. Các bạn sẽ kéo từ 20 đến 100%. Tức là sao? Ví dụ máy mình đang là 85% pin nhá. Mình sẽ kéo lên 90 chẳng hạn, ok. Bật sạc nhánh lên. Tức là khi này máy sẽ sạc pin lên tới 90%. Và từ lúc đó thì máy sẽ chỉ dùng điện của nguồn sạc bên ngoài thôi các bạn nhá. Không dùng của pin nữa. Đó, rất là hay đúng không nào? Như kiểu là sạc hẹn giờ vậy, rất là thú vị. Còn trong trường hợp các bạn muốn dùng luôn thì đơn giản thôi. Bấm này, kéo xuống mình đang là 82 mà, hoặc là kéo xuống thấp hẳn đi, 46, xếp là xong. Thì máy sẽ không sạc điện vào nữa các bạn nhé, cũng không dùng điện của pin luôn, chỉ dùng của sạc bên ngoài thôi, ok. Rồi, như các bạn cũng biết, với dòng Red Magic thì chúng ta sẽ có quà tản nhiệt phía sau. Đó. Năm nay thì quạt của 9 Pro Plus khá đẹp đúng không nào, LED RGB các kiểu luôn. Thì để mà tùy chỉnh về LED của chiếc quạt ấy, các bạn sẽ vào cái phần đây, kéo thanh trạng thái xuống này, giữ lâu vào cái phần cooling fan các bạn nhé. Ok. Và cái phần start up light, ok. Chúng ta có thể chỉnh được màu sắc, ví dụ như là một màu này. Đó, nó sẽ chỉ là màu tím thôi. Hoặc là chỉnh nhiều màu, đây là hai màu nhé. Còn đây sẽ là bốn màu lận, ok. Và cái chế độ nhấp nháy ấy, thì các bạn cũng chỉnh được nha. Cái phần LED effect này, nó sẽ có chỉ sáng thôi. Đấy, chỉ sáng không này. Hoặc là nháy thở. Flow thì nó sẽ đi vòng tròn, nhìn đẹp hơn nhỉ. Mình thích kiểu này nhất. Ngoài ra thì quạt này sẽ có hai chế độ chạy các bạn nhé. Balance này, chạy chậm. Hai là chạy nhanh, đó, fast cooling. Cái chạy balance ấy, nó sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ máy của các bạn nữa. Thì khi đó nó sẽ đưa ra tốc độ phù hợp. Còn cái fast cooling thì là maximum luôn. Các bạn cũng có thể chỉnh mode bằng cách là đây, kéo xuống này. Có dấu mũi tên phía dưới nhá, kích vào. Đó, hai chế độ tùy các bạn chọn. Ok. Tiếp theo, chiếc Red Magic 9 Pro Plus thì sẽ có cả con số 09 với cả trigger phát sáng các bạn nha. Và để mà chỉnh thì đây, cũng kéo xuống này, cái phần light strip nha. Ok, kích vào. Cái mục trên cùng là khi các bạn chơi game ấy nó sẽ sáng. Ví dụ là mình để màu xanh nước biển đi. Ok chưa? Màu này hơi mờ nhỉ? Đây, xanh này có vẻ rõ hơn. 09 phát sáng rồi nhá. Trigger cũng phát sáng luôn, cùng màu với cả cái con số 09. Và LED effect thì sẽ có 3 chế độ, luôn sáng này, thở với cả nháy nhanh, đó, như ban nãy. Cái LED này thì có thể bật sáng khi mà chơi game này, các bạn nghe nhạc các thứ, khi các bạn có cuộc gọi đến này, khi sạc hoặc là hẹn giờ nha. Đây, rất nhiều tùy chọn. Tiếp theo, mình sẽ vào trong cái phần game space của máy. Trong này rất nhiều thứ thú vị luôn. Ok. Giao diện thì đơn giản thôi, cũng quen thuộc rồi nhỉ, nó giống hệt so với cả đời trước thôi. Ở mỗi tựa game nhá, có cái biểu tượng setting này, các bạn chọn vào. Chúng ta sẽ setting về được cái phần là tốc độ cảm ứng, đây sẽ là tốc độ thấp này, đây sẽ là cao, tầm khoảng 960Hz. Độ nhạy cũng chỉnh được nha. Đây là khu vực tránh chạm nhầm, đó, tùy các bạn chọn to hay nhỏ. Chỉnh về hiệu suất, 3 chế độ nhá, Eco, Balance, Rise. GPU thì sẽ chỉnh là Standard này, Power Shipping, High Quality hoặc là Custom. Mình ví dụ luôn nhá, để High Quality này, đó. Thì khi mình vào game đi, nó sẽ nét căng luôn, rất là đẹp. Nhưng mà trường hợp mình để sang Power Shipping đi, tiết kiệm pin ấy, bây giờ vào lại thì game rất là xấu luôn nha, mặc dù mình đang để đồ họa matte setting. Đấy, anh em thấy chưa? Màu sắc nó cứ bệt bệt rồi nhìn những cái cây này, mất hết chi tiết các bạn nhá, chỉ còn là hình khối thôi và noi hơn rất là nhiều. Đó. Phía xa kìa, toàn hình khối thôi. Trong khi matte setting đẹp hơn rất nhiều. Cái này thì sẽ giúp cho máy của các bạn nó sẽ mạnh hơn nhá. Ok, các bạn sẽ vuốt từ trái hoặc là phải được nhá. Vuốt hai lần. Rồi, mình sẽ chỉ nói những cái mà mình thấy thú vị và hay dùng thôi nhá. Crosshair thì chúng ta sẽ có một cái tâm ngắm giữa màn hình các bạn nhá. Đây, ví dụ màu đỏ này, các kiểu tâm. Tí nữa sang game bắn súng thì mình sẽ show lại cho các bạn xem. Nói chung là cái này chuyên để chơi game bắn súng, đúng không? Có một cái tâm ngắm ở giữa này. Có cái phần
macro rất hay luôn nha. Cụ thể như nào thì đây mình ví dụ nhá, mình sẽ set một cái vòng lặp đi, à một cái tổ hợp lệnh ấy. Đây ví dụ này, mình sẽ xoay này, tiến này, đánh này, nhảy. Đó, combo của mình là như vậy các bạn nhá. Combo khoảng tầm 5 giây. Ok, mình sẽ chọn combo đó này. Bây giờ khi mà muốn dùng combo đấy, mình chỉ cần bấm vào màn hình là xong. Xoay này, tiến này, đánh nhảy này. Đó, ok chưa? Cái này cho anh em mà kiểu treo máy, treo game chơi máy ấy, quá tiện luôn. Hoặc là những bạn mà set up combo chơi liên quân tốc chiến như kiểu là tốc biến, cunti các kiểu ấy, xong rồi set thành combo, xong sau này ấy, combat chỉ cần bấm phát là xong. Đấy, quá tiện luôn đúng không nào? Tiếp theo có cái mục tên là Hunt các bạn nhé. Đây, nó dùng để làm gì? Thì nó sẽ là filter về màu sắc. Mình ví dụ này. Rồi, ok chưa? Đảo ngược màu ngay lập tức. Ngoài ra thì còn nhiều chế độ khác, ví dụ như kiểu là Night Vision này, nhìn đêm tốt hơn, màu sắc khác. Ở đây, nó sẽ có những cái đường viền nhé. Đấy, chức năng làm gì thì mình chưa nghĩ ra. Anh em đã chơi Genshin chế độ vẽ này bao giờ chưa? Quá là khác biệt luôn. Rất là hay ho đúng không nào? Rồi, tiếp theo thì sẽ có cái mục là Key Remapping. Tức là sao? Mình ví dụ này, chúng ta sẽ có 4 phím tất cả A, B, C, D. Mình ví dụ nhá, mình bấm vào phím A thì nó sẽ có hai cái phím nhỏ, một là A lớn, hai là A nhỏ đúng không? Mình sẽ để A lớn phía bên trái này và A nhỏ vào phím đánh. Và khi này nhá, mình bấm vào phím A lớn sẽ là phím đánh. Đấy, tức là các bạn sẽ thay đổi vị trí nút cho một số tựa game mà không hỗ trợ thay đổi ấy. Ok chưa? Chúng ta sẽ có Active Mode, tức là các bạn vuốt lên này, kiểu vuốt thoát ra thoát game ấy, nó vẫn sẽ chạy đa nhiệm các bạn nhá. Đấy, như kiểu là xem YouTube cửa sổ nổi vậy. Sẽ có cái mục Info này, chúng ta sẽ xem được những thứ như kiểu là FPS, phần trăm pin, các thứ ở đây, nhỏ thôi nhưng mà quan sát cũng được. Và để mà bật trigger của máy thì các bạn cũng vuốt sang này, có cái mục trigger phía trên này nhá. Rồi, hiện tại thì mình đang set là phím phải sẽ là phím bắn, phím trái thì sẽ là phím ngắm. Ok, còn đâu tùy các bạn set kiểu gì thì set. Đây, bắn này, ngắm này. Nhưng mà bình tĩnh nha, trigger của Red Magic thì rất nhiều tính năng hay ho. Mình ví dụ nhá, phím bắn của mình là phím phải đúng không? Mình sẽ set nó thành chế độ là Rapid Fire. Tức là khi mà mình giữ ấy, các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ tự nhấp nháy luôn, như kiểu mình nháy nhanh ngón tay ấy. Đó, thì khi này bắn súng nó sẽ đỡ giật hơn đúng không nào? Ok chưa anh em? Có cả chế độ chạm lâu, mình muốn bắn liên tục đúng không? Chạm phát là nó sẽ bắn lâu này. Rồi có cả chế độ là hai tính năng cùng một lúc. Cái này thì mình cũng chưa nghĩ ra chức năng, nhưng mà bấm trigger phải này thì nó sẽ coi như là bấm hai phím cùng một lúc nhá, R1, R2. Có cái skill nào mà cần phải bấm hai phím cùng lúc ấy thì các bạn dùng. Đấy. Hoặc là chế độ khác, khi mình chạm vào này, nó sẽ chạm phím phía trên, khi nhả ra sẽ là chạm phím phía dưới. Ví dụ nữa, chạm vào là bắn này, nhả ra thay đạn luôn. Đấy. Bắn, thay đạn. Hơi buồn cười chút nhỉ. Và cuối cùng thì sẽ là kết hợp vào Macro Key. Tức là sao? Mình sẽ tạo một cái tổ hợp lệnh nhá, bao gồm là ngồi xuống này, đứng lên này, xoay này, xoay này, ngồi xuống. Ok, thì khi này các bạn nhá, khi mà mình giữ vào cái phím trigger ấy, các bạn nhìn nha, đứng lên, ngồi xuống, xoay. Đấy, tức là mình sẽ gắn một combo hoạt động cho phím trigger. Ok chưa? Cái này thì tùy sức sáng tạo của các bạn thôi. Ok, vừa xong thì mình đã giới thiệu với các bạn những tính năng hay ho của chiếc Red Magic 9 Pro Plus. Vậy thì các bạn thấy sao về em này? Rất thú vị đúng không nào? Liệu các bạn có mua em nó hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên check thử mức giá dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Giờ xin chào, bye bye.